Lô bà con ơi, phá đi 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 phá đi. Kinh nghiệm như có lỗ bà con ơi, vẫn phải để đất này nhá, để đất để một vụ gọi là mấy chục nghìn này, mấy chục nghìn, trăm nghìn này, trăm nghìn này, trăm nghìn này. Các bạn đến đi, ai cứu tôi với. Ôi các bạn ra 39 nhân bình ủng hộ nhé, một cây ủng hộ nào, một cây còn nguyên ủng hộ nào. Bây giờ trăm nghìn này đi, trăm nghìn này đi, trăm nghìn này đi, trăm nghìn này. Những đồng tiền ra đi mát mẻ. Úi giời, trăm nghìn này, trăm nghìn này, trăm nghìn này. Trăm nghìn này, trăm nghìn này. Sẽ tiền sự hơn, sẽ tiền sự hơn, sẽ tiền sự hơn. Các bạn ơi, trăm nghìn này, bỏ ra ủng hộ rồi, bát dương béo 20% không ai ra, để nó cắt thế này đấy. Mọi người cứ đỡ mà ủng hộ ngoài là bắt phờ thôi mà chả thấy ai ủng hộ cả, trừ bỏ tí. Người ơi, hôm nay đợt này em chưa live stream nha, mấy hôm nữa em lấy cái điện thoại iPhone 12 em live stream niềm khóc cho quý vị xem. Ok. Quý sư ơi. Cái này của nó hàng trăm mấy quý vị ạ. Quý sư ơi. Đây là gì? Đây là ngu, Lý Tình Ngu. Bài học mất tiền này. Rốt này, ngu này, dại này, tiên này. Cái ông, cái ông, cái ông. Thì bây giờ trở đi quý vị ơi, anh em cây đời nhá, Sơn Quân 39 cây đời chỉ có những cây khỏe này, mới nhập này. Những cây chơi hoa thì không nhập này, vì mất tiền này, ngu này, đấy, ngu này, dại này. Pin ơi, bố mất bát phở rồi, Pin ơi. Vợ ơi, mất bát phở rồi. Ok, để giờ giữ đất nha, bắt đầu từ giữ đất này, tiết kiệm này, anh em, đấy, nghèo ấy mình, đây, trời ơi, không nước để đây nó bẩn này, trời ơi,
Đây. Các sếp ơi, bắt đầu em thu đất này, cậu nhìn xem này, bắt đầu đất. Để đất đấy. Đấy, đất để trồng đấy. Đúng rồi, cẩn thận. Vùng nhà chết. Đấy. Rồi. Xô. Lấy cho anh một cái gì à? Lấy một găng tay đằng một này. Cứ thả lấy cho anh cái gì để chọc vào cái này cả. Găng tay đỏ ở phía sau em. Mình ngu rồi thì mình tiết kiệm thêm tí nữa rồi. Ờ, cái đấy được. Đấy được rồi. Mình bóp đất cái kia. Đến được cái kia đã. Mình bóp đất. Anh em ơi. Ủng hộ đây nha. Đấy, tiết kiệm tí đất này. Bè mấy bà đại gia nhá, nhớ đấy. Bè mà xem Facebook mà không hộ được cách này. Đi họp lớp ra là phải ông Thanh cửa chết. Nó đuổi thôi, anh em nào mà cần nhu cầu mấy cây chơi ấy, ở nhà, cây ở văn phòng, ra đây nhé. Nó làm giảm giá giá đẹp luôn. Đây, chúng ta cũng định cao cả cả. Không phải là... Đấy, chúng ta nhìn... tiết kiệm tí một. Đã thì là hít cơ thôi. Sao bình thường ban ngày đấy rảnh rỗi thì đi nhặt rác ở đường cùng anh em về cửa hàng liên kết thì đây tiết kiệm từng ly một. Cái gì mà trời ơi đấy thôi đất này của nó mình đưa đất này là đất sạch đất này đất trồng cây đất sạch rồi mình rũ ra lấy một ký đất mình cũng chèn cho khách chúng ta kể cả các bộ rễ này nhá là phơi khô ấy là cũng làm đấy xay ra cũng làm được gì cả phân hữu cơ này phân hữu cơ cái nào cứng quá thì cứ đi thôi. Các chủ lợn nhá. Nhìn thế này được đòi lợn nhá. Một năm nữa đòi lợn nhá. Vô tiền đâu. Còn đừng ra đây đập. Ở đây là cửa hàng này là cửa hàng của chủ khác ấy nhá. Em cộng cho viên cao cấp rồi nha. Các anh mà ra đây và anh đập anh đền ngốp ấy. Đùa rồi nhá. Có vốn thì ở nhập hàng mới nào lãi đó anh em lãi đây kỳ giảm giá tình yêu thương đấy quá là ít luôn đấy không được bằng người tư bắt rồi. Từ lúc anh em cứ bảo quay diễn nhưng không phải nhá. Vừa quay tuy là cũng để đưa lên để giới thiệu quảng cáo thôi. Nhưng mà đấy anh em cũng làm thật đấy.
không phải là diễn đâu nhé. Đập chậu cắt hoa thật. Vừa làm thật, nói chung là vừa làm thật thì cũng nhân tiện để mà quảng bá thôi. Để anh em biết rằng là việc thật như thế đang diễn ra như thế chứ không phải là bộ chơi đâu. Chơi nước. Tết nha. Anh em nào đi chơi Tết nhớ. Nhớ ở đây có anh em đang kinh doanh hoa. Hoa thì đảm bảo những cây trang nhất 90% một cây, nhưng mà Tết thì cũng thể có hoa đấy. Hoa như hoa đào có anh nhỉ? Hoa đào, hoa lan. Hoa đào, hoa lan này có. Đỗ quyên, trạng nguyên. Đỗ quyên, trạng nguyên. Các loài hoa lạ luôn có hết. Đủ màu sắc để chơi Tết. Và Tết năm nay thì kiên trì đến Tết năm nay thì cô dịch quá thì chắc là không no rồi. Với người ủng hộ ấy. Nhưng mà để em sống được đến Tết. Xì. Đấy. 23 gọi là tuần này. Đã chết một loạt này, quý vị nghỉ Tết này. Cô chủ nhà nhá. Tết. Cho cháu mang cái Tết này. Con nghe mang cái Tết này. Tết hôm nay mà các sếp các cô chú mà không duyên 100 triệu tiền cây tiền hoa thì mới buồn. Nhân viên nhiều lắm này, nhân viên sáng trưa tối, cửa hàng cửa hiệu tiền cửa hàng cửa hiệu cước 4-5 người. Nói thật, đáng lên, banh quanh được 3-4 triệu rồi. Tháng đầu cũng phải đốt 3-4 triệu rồi. Lấy ra để nhiều đất đủ nhiều phí không, thứ nhất là mình rác là bao môi trường rồi, thứ hai đất này mới dùng lại được cũng cần để mà, nhưng mà lúc sang anh em nhé, anh em mua về cho anh em nhớ nhé, anh em mua về mua cây về anh em được chậm ấy, anh em có cắt đi, anh em cắt đây này, kéo cắt đây. Không là vì bầu đất trong một cây rất quan trọng, long dễ các thứ là có thể gây chết đường kia kỳ bình thường luôn. Chuyện này không riêng cái quả mà máy bơm mini có tác dụng, tác dụng đối chiếu nhìn ra được, đây nhìn đã tác dụng rửa chậu ấy chuẩn luôn. Quả người bà mấy hôm nữa em live stream nhá, mấy hôm nay em đang còn không bận set up các thứ, nó chưa có thời gian, thì có thời gian là mới live stream sáng tập 10 giờ 11 giờ live stream tới 12 giờ thì các thứ được ăn đi có còn có 1 tiếng nữa rồi. Chiều thì chắc tối thì luôn luôn được, tối thì chắc sẽ được 1-2 tiếng với khách hàng. Ngồi nói chuyện mà cái cô thôi. Thông thường thôi, chị nghe một tí thôi nhưng mà không sâu. Đấy, đạt luôn. Ra chị nghe cũng sâu rồi mình, bây giờ như theo dõi. Không phải là lắm mắt thì mình thực tế. Mà không thực tế thì bây giờ nghe sâu, nghe cố đấy. Thành ra là không rõ được đâu, mà không rõ được khi cầm nói, khi mình tin một người này đó, người ta quy chụp chết.
quyến rũ và nguy hiểm lắm. Quý vị cứ chấp nhận xem lại nhé. Nếu được live stream được xem tiếp đấy. Để tôi ngồi em nói nhảm đây trực tiếp, quý vị xem thôi. Xin lỗi nè. Có người rồi, nó là live stream họ. Ai nói thì ai làm gì chứ hết. Ok, tạm biệt quý vị nha. Em cho này không? Sợ vui mẹ nha. Nên là giác.